Demo này. Xin chào anh em, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả phần phân tích demo. Và demo ngày hôm nay sẽ là demo của Nico. Trận đấu này là trận đấu giữa FaZe Clan và Vitality. Trong khuôn khổ giải đấu nào thì tôi cũng không 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 nhớ rõ lắm nữa rồi. Bởi vì đợt rồi tôi cũng ít khi xem giải. Tôi chỉ biết là tôi cũng không nhớ tên, tại vì lâu rồi cũng không xem giải, và cái giải này cũng lâu rồi. Đến vào trong demo kỹ càng này có khi là chúng ta sẽ biết. Ok chưa? Đây, map thiếu là map núc. Và ở cái demo này sẽ có một điều rất là hay. Đấy, có một điều rất là hay trong cái demo này. Đó là bởi vì Nico sẽ bắn đúng cái vị trí ở bom xe A. Cái vị trí mà hôm trước Leopard và Bắp Gi bắn bị thủng rất là nhiều. Thì tôi sẽ phân tích đúng Nico nó sẽ bắn đúng cái vị trí như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào sâu hơn để xem là Nico canh cái vị trí như vậy như nào. Thực ra Nico nó sẽ không hẳn là bắn vị trí mini mà là nó bắn ở ấy long thì phải. Mình nhớ mang máng là như vậy. Bởi vì cái demo này mình xem khá lâu rồi chứ không phải là đây là lần đầu tiên mình xem. Mà ngày xưa mình đã định định làm phân tích cái demo này. Nhưng mà đợt đấy sau mình ốm biết cái thứ nên ra mình chưa làm được. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần này. Đây là một trận đấu mà Nico bắn rất là bay, cực kỳ bay luôn. Vitality à, chúng ta sẽ thấy Nico đã có một con Butterfly phết này, cũng mè 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 đấy, ra piston vào luôn này. Úi xổ, các bạn xem sướng không, địt mẹ di chuyển dứt khoát, đặt tâm rất là tốt, sau đó ra lo hai mạng đơn giản. Một pha solo êm của Nico với cả Zygu, nhưng mà nói chung là bắn ở tầm xa thì Glock sẽ thiệt hơn USP. Bắn ở càng xa thì Glock càng thiệt. Đấy, các bạn thấy không? Di chuyển rất hợp lý nhá. Giết được người ở đầu tiên đẩy vào theo tham minh để first pick ở khu vực lobby. Sau đó thì chạy ra long để kê long đẩy. Đấy, sau khi giết được một long thì phải về kê mini cho đồng đội luôn. À quên, nhầm, về kê ram luôn. Bởi vì tại sao? Đây này, sau khi mà có một tình huống Rusta, ui tôi vừa nói xong thằng thằng sọp online này các bạn này, Agu, chứng tỏ là ông sọp lại ông thắng, ông được ông ấy được team cho chơi game khác này. Vừa nhắc cái thằng em xong đấy, nó đấy các bạn ạ, hôm nay nó không đánh LOL nữa, chắc là hôm qua thắng xong nên ra đội bạn cho chơi cho team cho chơi game khác để kiểu giải tỏa giải trí đấy. Vừa nói xong thế thôi, tôi offline cho anh em tập trung hơn. Đấy thì các bạn nhìn nhá, đây tôi bật map lên cho anh em xem. Thì bởi vì sao đối phương tràn Elong như thế này thì rõ ràng thằng Nico sẽ không thể xuống Elong được ngay. Thì thay vào đó thì các bạn thấy rằng là cái thằng canh ở khu vực Ram này nó sẽ đẩy một phát xuống B luôn. Và thằng Sọp, à quên nhầm, chết, đang 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 phân tích demo của Nico lại thằng Sọp, chết thật. À thằng Nico thì nó sẽ lùi một phát, lùi về, nó lùi về khu vực này. Đấy các bạn thấy không, nó lùi về đây để nó kê ram thay thế cho người đội mình, bởi vì thường thì những team nó đánh theo kiểu là xuống B này nó sẽ có một thằng biter ở ram đấy, thế nên đâm ra nó sẽ có một đội hình nó rất là logic, nó đổi vị trí cho nhau luôn, hai anh em kiểu hai em cháo phát vị trí cho nhau luôn, và như vậy là vẫn sẽ có một người khác xuống B và Nico là người sẽ đẩy nó ra. Nói chung là ở cái map này thì cái việc mà thay thế vị trí nhau, việc phải di chuyển thì nó rất là nhịp nhàng, các bạn phải luôn luôn rất là nhịp nhàng. Người nào back một phát là người còn lại phải thế luôn vào vị trí của người kia để lại. Đấy. Nói chung là khi mà xem demo của những pro player thì các bạn sẽ thấy một điều họ đặt tâm cực kỳ tốt. Mà Nico cũng là vậy. Nico là một player chuột rất chậm. Thế đâm ra là cái việc đặt tâm của Nico là cực kỳ quan trọng. Một trong số những player chuột rất chậm. Cái sen game của team FaZe Clan này là team có cái game sen tốc độ chuột thấp nhất trong tất cả các top team pro hiện nay. Ném một nết ở Elong này. Đấy, sau bắt đầu các bạn thấy không? Đây này, nó bắn 3A như thế này này, có nghĩa là sẽ có một lửa. Và thằng Nico thì nó chỉ ném bom ở Elong và sau đó nó sẽ giạt vào nó hỗ trợ luôn. Một quả lửa là ném được từ trên thằng đi tower. Đấy. Bắn rất đơn giản luôn. Nó không có gì phức tạp cả, thằng mini chủ yếu chỉ bắn nhau mà. Nhưng mà bên mấy ông bên mình thì phải đi mini thì tay toàn cầm bom, đam mê vãi lìn luôn. Đi mini cùng lắm các bạn chỉ ném một quả bom thôi. Đấy. Các bạn thấy di chuyển đặt tâm chưa? Bây giờ đi check ở trên máy A-Log.
Và Rain này này, Rain là người bắn ở trong mini và Nico sẽ là người bắn ở Elon. Và đó là lý do tại sao thằng Nico lên một khẩu M4 giáp 2 luôn. Bởi vì đơn giản là round trước hình như thằng Nico nó không mất giáp hay sao ấy. Với cả hai là bắn Elon là một vị trí bắn tầm xa nhiều nên đa phần sẽ ưu tiên những khẩu súng to. Chứ bây giờ các bạn cầm MP9 mà các bạn đứng góc này thì thôi, địt mẹ mày ra mấy thằng lục nó bắn nó chắc cũng chết, chứ đừng nói là địt mẹ mày làm gì cả. MP9 chỉ bắn tầm gần, và bắn tầm gần thì sẽ phù hợp hơn bắn ở trong bom xe A. Bởi vì trong bom xe A này có rất nhiều góc để các bạn có thể bắn tầm gần, đa phần luôn là đều là bắn tầm gần. Thế nên sẽ những khẩu sóc lọ ở trong bom xe A là rất là mạnh. Đấy các bạn thấy không? Đúng là kiểu biết đội bạn eco khác. Bắn kiểu tự tin chưa các bạn thấy không? Check kê hết tất cả các góc ở A-Long, nhảy check đàng hoàng. Bởi vì đây là một round đấu mà gần như chắc chắn là Vitality sẽ eco. Nếu mà áp cố ấy, nó sẽ có một cái dấu hiệu là bọn bên đối phương sẽ đẩy nhanh hơn để chiếm map. Nhưng nếu đối phương hold lâu như này, và đây là một cái round second round, thì chắc chắn là sẽ đoán được đối phương eco thôi. Mà nếu cùng lắm thì cũng có chỉ những khẩu Deagle. Đây, đây là một góc mà tôi nghĩ là cũng khá ổn, các bạn có thể học được. Đấy, các bạn không nên đi vào cái góc ở bên trong mà nhìn chéo ra, mà các bạn nên ngồi góc này. Bởi vì sao? Góc này là một cái góc mà đối phương sẽ khó check hơn. Còn nếu mà các bạn ngồi ở bên trong nhìn chéo ra là một góc pre-fire, rất nhiều thằng nó bò A-Long, nó sẽ check cái góc ở bên trong. Đấy, vào smoke cho đồng đội. Bên kia không gây một tiếng động nào cả. Bên này này cũng phải ném khá nhiều bom. Đây cũng là một góc kê cũng khá là ổn. Rồi, nghe thế rồi. Toàn Glock ạ. 3, 4, 5. Ui vai luôn. Địt con mẹ mày đúng một bằng ở 4 luôn ạ. Mà viên cuối nó vẩy phát vào đầu luôn ạ. Địt con mẹ xem sướng quá luôn. Thật sự luôn là Nico, nếu mà các bạn muốn tìm một người mà đặt tâm hay di chuyển tốt và êm tốt, tôi nghĩ là Nico là một player như vậy. Tởm thật luôn. Một flash để chặn rớt, ném luôn một lửa để phá bài. Các bạn biết không? À, cái quả lửa này là quả lửa để cho đối phương không băng qua được. Bởi vì đây chắc chắn là một tình huống mà thằng Nico này nó đã kiểu, bọn Fakeland nó đã nghiên cứu cái lối chơi của Vitality. Nó biết rằng bọn Vitality ở những cái round full buy có một cái bài rất nhanh là chiếm A-Long nhanh. Thì các bạn thấy không? Bên Vitality ném quả lửa để quả smoke dập quả lửa ấy luôn. Này, chuẩn bị này. Nó sẽ kín. Nhưng mà thằng Nico nó biết trước thì nó ném lửa trước. Đây là một cái tình huống gọi là hack não nhau thôi. Nó không muốn cho đối phương lao nhanh xuống khu vực secret. Đấy, bây giờ bắt đầu thằng Nico nó mới xuống này. Đấy, các bạn thấy chưa? Như vậy là nó cầm chân được cái thằng ở A-Long, nó là thằng sốc si một lúc rồi. Nó cầm chân được một lúc rồi. Đấy, bắt đầu nó ném smoke luôn. Như vậy là sốc si bị kẹt lại, không chạy nhanh được. Đây là một cái bài của Vitality. Và bên phía của Fakeland nó đã bắt bài. Nó biết là Vitality có một cái tactic là ném bom ở A-Long siêu nhanh, sau đó thì gài một người xuống secret sớm. Tuy nhiên thì rõ ràng đây là một tình huống counter lại đến từ chiếu Deco. Round đấu này thì các bạn nhìn thấy rằng các thành viên Fakeland họ vẫn giữ súng ở nhờ round đấu trước, nên đâm ra là lượng súng khá là yếu, toàn những khẩu súng bắn tầm gần là chính. Góc này là một góc mà tay các bạn cũng phải to ấy nhá, tay bé là khó bắn góc này. À, bên phía của Vitality Chana rồi. Xem Nico nó không trèo ven lên nhá. Các bạn biết sao nó không trèo ven lên không? Bởi vì nếu mất bom xe A, các bạn đi từ ven lên thì các bạn cái khả năng sống của các bạn rất là thấp. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng 15-20% thôi. Nên hợp lý nhất là các bạn sẽ thông chốt. Nghĩa là sao? Các bạn sẽ thông từ khu vực secret lên. Hơi đen cho Soxy. Đây là tình huống mà Soxy kê rất là lâu rồi, không thấy ai, và Soxy quyết định quay lên. Tham minh Soxy rồi. Là nghĩ rằng là ở dưới secret không có ai, thì đúng lúc thằng Nico nó lại quắc vào. Đây tiếng 3v2 nhá, xem cứu bom được không. Một flash ném ra để cho đồng đội. Đấy, một quả flash. Hết giờ. Quả này cũng không trách thằng Nico được. Thì tình huống này thằng Nico nó không thể nhanh hơn được. Các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy rằng là Nico nó bị một quả smoke chắn. Trong khi đó thì nó là thằng có súng to, và rõ ràng là hai người đồng đội kia là phải ra trước. Nhưng câu chuyện đặt ra là hai người còn lại đẩy ra thì lại không đổi được mạng. Nên tự nhiên đến lúc thằng Nico ra thì nó đưa về một tình huống 1v2. Và sau đó thì rất khó để có thể xử lý nhanh trong một tình huống 1v2 được. Nên cái việc mà hạ gục được hai người bắn cho đối phương yếu tiền thì cũng là một thành công rồi. Bởi vì các bạn nhìn thấy tiền bên phía của Vitality rất là yếu sau round thắng vừa rồi.
Zygu 4001 này, APK 4001 này, Apex 4001, trong khi đó thì có hai người có 3500 với 3600. Có nghĩa là lượng bom của Vitality round sau sẽ là ít. Và đây sẽ là một key round. Ui, KDA của Nico bây giờ là 10-0 rồi. Sau 3 round đấu và có KDA là 10-0. À, bây giờ chúng ta sẽ xem round đấu tiếp theo nào. Có một khẩu AK, Nico bắn AK luôn. Nói chung là những player mà họ êm tốt thì họ sẽ thích bắn AK. Thực ra thì bắn bên City mà có AK bắn cũng sướng, khỏe hơn. Ở trong CSGO thì khẩu AK mạnh hơn khẩu M4. Đa phần thì nếu mà bảo chọn ra hai khẩu súng thì tôi cũng sẽ chọn khẩu AK. Nó giật hơn một tí mà. Và đa phần thì đến pro player thì nó bắn chả khác gì nhau. Đấy các bạn thấy không? Ra đấu này có một sự khác biệt. Đó là Nico chạy từ Ram và sau đó xuống Secret và di chuyển một phát ra khu vực bom xe B luôn. Đấy, chạy từ Ram và xuống bom xe B luôn, chặn luôn. Đây là một round đấu mà thằng Nico nó không ra long nữa, bởi vì nó biết cái bài của Vitality rồi. Và biết là bọn Vitality sẽ phi nhanh ở hướng A long, thế nên nó không ra long nữa mà nó lại đi cái con đường này. Sổng rồi, còn nết 12 máu. Zygu là bị bắn đau ở A long trước và sau đó thì ăn thêm quả nết. Yếu luôn. Đây là một trận đấu ở bên phía Vitality khá là ít bom và họ phải bắn đến 3 khẩu Gali. Đấy, góc này kê cũng được. Để xem nào. Góc này là cái góc mà đối phương sẽ phải đi ngang ra check. Đấy các bạn thấy không? Cái góc này là góc nào? Thường thì cái chỗ này là đối phương sẽ phải giạt ra check cái bên còn lại. Có nghĩa là đây này. Ôi tôi ấn nhầm cái gì rồi? À tôi ấn nhầm rồi. Nó sẽ phải check ở đây. Chỗ này nó có một cái đường ở bên trái này. Đấy, nó phải check cái đường bên trái này. Thì thường cái góc thằng này nó kê ở cái vị trí này, nó sẽ được bắn đối phương và đối phương sẽ không check vào vị trí của Nico. Tuy nhiên thì bên phía của Vitality nó rất là cẩn thận. Các bạn thấy không? Nó ném mẹ quả lửa vào chỗ này luôn. Nó biết là chỗ này nguy hiểm nên đâm ra nó ném luôn quả lửa vào thẳng vị trí thằng Nico đứng. Đấy, nhưng mà thằng Nico vẫn đứng được. Thằng Nico rất là lì. Đấy các bạn thấy không? Thấy đúng như tôi nói không? Cái góc đấy là thằng Soxy phải check về bên tay trái. Và đúng là quả lửa vừa rồi thì thằng Soxy nghĩ rằng ở dưới chân bên này clear rồi. Thế nên ra là Soxy mới chạy check trái. Nhưng không ai nghĩ rằng là thằng Nico nó lại lì như thế. Nó lại đứng trên lửa để nó bắn thằng Soxy, bắt đầu nó mới chạy ra. Đấy các bạn thấy không? Rất nhiều trường hợp là những pro player họ chịu đam lửa, sau đó họ ăn một mạng, họ lùi về. Đây này, đấy. Nó chịu đam lửa và nó đổi được một mạng. Vẫn còn 4-3 máu, vẫn thoải mái để chơi luôn. Không có gì là khó khăn cả. Đây là một key round. Vitality thua round này phải eco 2 round. Bởi thua round này chỉ được cộng có 1.400 thôi. Đấy các bạn, bây giờ thì nó kê như thế này. Góc kê này là một cái góc kê khá là đẹp. Bởi vì sao? Các bạn nhìn thì biết. Đây không phải là một cái góc sát tường hay là một cái góc check nào cả. Đây là một góc giữa đường. Còn rất nhiều người đứng đây sẽ bảo là sợ. Thế nếu nó mở cửa to thì sao? Nếu mà nó mở cửa to ấy thì nó sẽ có tiếng và các bạn hoàn toàn có thể đổi vị trí. Và nếu nó mở cửa to nó cũng không thể nhìn thấy các bạn luôn được. Đấy, nó phải chạy ra ngoài được cơ. Thế nên đây là một cái góc có thể nói là khá bất ngờ. Hack não được đối phương. Không phải là góc free fire. Ở tầm pro player thì họ rất là hạn chế kê ở những cái góc free fire. Bởi vì nếu mà các bạn kê cái góc free fire, đối phương giạt ra và nó sẽ bắn thẳng vào những chỗ như thế, rất là thiệt thòi. Đấy, bắt đầu đổi vị trí dần. Biết hai người cuối ở đâu rồi. Ba một, nói bên kia eco full luôn, các bạn nhìn là đúng như tôi nói không? À, được cộng 1.900, vẫn yếu tiền. Ui rồi ôi, chính xác thằng này hốt eco kinh thật. Mẹ, eco gặp thằng Nico này khác đéo gặp bố. 15-0 là KDA của Nico thời điểm hiện tại. Hai round hốt eco, một round ông này làm 5, một round này làm 4, sau đầu lại còn thêm mấy round làm 3 nữa. Piston thì rất hay, mấy round làm 3 nữa. Khá là tởm. Siêu nhanh luôn. Em bảo làm gì? Đấy các bạn đi không? Lúc nào nó cũng cầm AK. Bọn này lúc nào nó cũng cầm AK đoạn này để nó bắn nhau. Bởi vì cái timing của thằng chạy nhanh nhất bên phía T-side hoàn toàn để lao ra được luôn. Và kể cả có lửa, chúng nó băng qua lửa là chuyện bình thường. Và nó dập lửa cũng là chuyện bình thường. Đấy, người ta như thế này cơ mà. Mấy ông nhà mình thì thôi, tay lúc đéo lọ lăm lăm cầm bom. Đấy, lúc đầu nhá, khi mà các bạn kê không đẩy, đến lúc cái đam quả lửa cháy
theo kiểu đau nhất ấy, thì không bao giờ có chuyện là chúng nó băng qua lửa. Bởi vì nếu mà các bạn băng ra qua quả lửa ở những đam cuối, các bạn bị đốt chết nhanh cực kỳ luôn. Các bạn chỉ có thể băng qua quả lửa ở đam đầu tiên thôi. Bởi vì những đam đầu tiên nó chưa cháy đau thì các bạn có thể vượt qua và các bạn mất ít máu được. Tự tin. Đấy, ném quả smoke. Quả smoke đấy là một tình huống phản xạ rất nhanh. Bởi vừa rồi là thằng này nó nghĩ rằng là đối phương ném một cái bài 3 quả smoke cắt A. Nghĩa là sẽ có 3 quả smoke nó vòng 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 đây, nó sẽ vòng 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 cung ở đoạn này này. Nó sẽ có 3 quả smoke ngang qua gara này. Đấy, thì nó nghĩ là như vậy. Thế nên ra nó ném quả lửa ra để quả smoke của đối phương lỗi. Nhưng mà cuối cùng thì không phải. Mà bọn Fake Clan thì các bạn nhìn thấy cái bài chiếm của Fake Clan này. Một quả smoke ở trên tower, che tower, một quả smoke che cửa kính này. Đấy, quả smoke bắt đầu lại có thêm smoke che đoạn thục đỏ này. Thế thằng Nico nó chủ động, nó rất là nhanh trí. Nó thả thêm một quả smoke nữa ở chỗ này. Bởi vì sao? Cái bài này là cái bài sẽ chiếm hoàn toàn A-Long. Thường thì cái bài này nó sẽ phải chiếm hết cái khu vực này. Đấy. Thì thằng Nico nó thả thêm một quả smoke ở giữa đường này để cho bên phía Vitality nó sẽ rất là sợ. Bởi vì sao? Bình thường khu vực này sẽ không có bom thì bắt đầu theo đúng bài sẽ check được. Nhưng bây giờ khu vực này tự nhiên có một quả smoke và hoàn toàn câu chuyện là Nico nó sẽ lẩn sau quả smoke này. Nó sẽ làm cho bọn Vitality phải chậm lại. Đấy, các bạn xem này, nó trả bom này. Đấy. Đấy, nó trả bom ra này. Bây giờ Vitality chỉ có cách là xuống Sigrid thôi. Chứ bây giờ nếu mà bò A-Long thì rất là khổ. Đấy. Nhìn thấy one way này. Ở cái thùng này nó trèo lên kiểu đéo gì nhỉ? Có một cái G để trèo lên à? Tôi chưa trèo lên cái thùng này bao giờ. Thùng vừa rồi như là có một cái G để trèo lên giống cái thùng ở map Dirt 2 hay sao ấy. Để có khi hôm nào mình nghiên cứu thử xem. Đấy, đối phương xuống B nhanh. Đèn Musta lên nhưng mà thằng Brookie vẫn kê lại. Nói chung là Brookie kê lại là đúng. Vì sao? Các bạn nhìn không? Một bên bị smoke rồi. Rõ ràng thằng Brookie nó chỉ có kê trái thôi. Còn thằng Nico thì nó sẽ phải đẩy lên để xem là ở trên có ai biter móc hay không. Đấy, còn bây giờ đội hình kê như này là đẹp này. Hình như là biết Apex ở dưới B rồi sao ấy. Đấy, một người kê trái, một người kê phải. Bắn đúng kiểu tay to luôn. Ui trời ơi. Nó tap chuẩn thật. Mà nó cứ lắc ra là pre-fire theo kiểu đấy. Các bạn nhìn được pre-fire từng viên một đấy. Chả trượt viên nào luôn. Pro player nó là như thế mà. Mà thằng Nico trận này nó đang bay. Cơ bản nó đang bay rồi thế này. Các bạn nhìn 16-0 này. Mà đang bay thì rõ ràng nó sẽ tự tin vào tay. Nó mới dám kê được những góc to. Có những lúc mà các bạn bay, các bạn sẽ có cảm giác là các bạn sẽ giết được đối phương rất là dễ dàng. Rồi, tiếp tục 5-1. Nói chung bọn Fake Land hay có cái kiểu như này cực kỳ luôn. Nghĩa là chúng nó sẽ thắng rất là sâu ở thời điểm đầu, sau đó sẽ thua một giây ở đoạn cuối. Bởi vì đoạn đầu kiểu đối phương chưa biết bọn này bắn như thế nào ấy, lúc sau nó bắt được bài ấy. Thế bắt đầu bọn Fake Land nó đéo xoay được kịp. Đoạn đầu thì thường bắn rất là hay. Đầu round, đây đối phương Eco này. Bắn đang rất bay nhá. Đấy. Nico bắt đầu bay rồi, đẩy láo rồi. Bay quá đây bắt đầu chuyển sang đẩy láo đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, bay quá chuyển sang đẩy láo, biết là đối phương Eco. Thế thôi xong, Kozera chết, Nico cũng chết, Rain cũng chết. Vâng, tiếp tục là Bimat cũng chết. Bên kia nó toàn Eagle đấy mà. Địt phải cũng tự nhiên đây. Đây. Rất là sai lầm, cũng tặng cho nó hết nguyên một bộ súng luôn. Đấy, thua này, tặng cho đội bạn nguyên súng luôn. Nào, Orb này, M4 này, AK này. Và các bạn phải hiểu, đây là một điều rất là tối kỵ. Bởi vì sao? Đối phương đang hết tiền, đối phương đang yếu tiền. Giờ tự nhiên các bạn tặng cho đối phương này hai khẩu M4, một khẩu Orb, một khẩu AK. Sau đó thì đối phương sẽ có một lượng tiền rất là lớn. Bởi vì ra sau nó không cần phải bay súng nữa. Đấy, tự nhiên thế là xong. Một cái tiền đề để comeback. Nó giống như kiểu trong LOL ấy. Các bạn đang thắng đối phương vãi lồn ấy. Sau tự nhiên các bạn đánh láo ấy. Sau các bạn thua một cái combat, các bạn mất luôn con Baron. Thế là địt mẹ tự nhiên tiền nó gần nó về cân bằng. Thế là nó lật kèo ấy thôi. Bao nhiêu công sức của các bạn từ đầu trận đến đoạn đấy thì coi như là nó về công cốc hết. Đây là một tình huống như vậy. Các bạn nhìn ấy, tiền bên kia tự nhiên nó rất là nhiều. Rất là lợi thế cho những round sau. Một tình huống bắn láo. Thật sự round rồi là bắn láo. Tại vì mình tự nhiên cầm AK đi đẩy làm cái gì đâu. Đúng không? Các bạn thấy không? Cầm AK đi đẩy. Tất cả mọi người bắn kiểu bắn láo. Không bắn theo kiểu default nữa. Không cẩn thận như những round trước nữa. Đấy, tự tin quá. Thế mất một mạng. Giờ thì có khi là tiền đề để cho Vitality nó comeback cái này. Tự nhiên nó có tài chính rồi. Comeback sẽ dễ hơn. Các bạn phải hiểu là cái sợ nhất bắn bên phía T-side là gì. Thua liên tục mà tiền không đủ để up thôi.
hoặc là thua kỹ rao nhiều quá. Chứ còn nếu mà có tiền ấy, bên T-side nó đánh ấy, cũng không khó lắm đâu. Đấy, quả smoke vừa rồi Nico là quả smoke hay. Tôi khuyên cáo những anh em canh A-long là gần như là nếu các bạn canh A-long, các bạn sẽ mặc định ném quả smoke như thằng Nico, bật cái thùng nảy ra vào một quả lửa thì tùy thôi. Quả lửa thì không cần thiết, tại vì FaZe Clan đối đầu Vitality. Vitality là một team có rất nhiều bài phi, thế nên đâm ra thằng Nico nó phải ném lửa sớm, nó sợ rằng đối phương phi thôi. Chứ còn thường thì tôi không nghĩ rằng anh em cần phải ném quả lửa đâu. Đấy các bạn thấy không? Cái mà tôi nói là cái map ven đây này, cái map ven này bên City bắn cực kỳ lợi. Đấy các bạn nhìn này, thằng Nico nó đục qua cái map ven thằng RPK 13 máu này. Đấy là cái map để chuyên để chặn rớt đấy. Nếu mà những cái bài mà nó đánh kiểu ném nết phá cửa vàng, sau ném smoke mini, ném flash, thì cái thằng đứng mini chỉ có spam thẳng một băng AM4 vào cái map ven này là chết hai thằng đi đầu. Thế thôi, có gì phức tạp đâu. À đợt này BMAT vẫn đang bắn ở FaZe Clan này. Nhưng bây giờ BMAT sang Mouseport rồi, lấy Kazerbai về. Ở chỗ thằng BMAT thì cũng hơi non, thằng Kazerbai về kinh nghiệm hơn, hợp lý hơn. Tại vì team này nó khá là chắc chắn ở các vị trí rồi, nên nó không cần thêm một player trẻ, bởi vì nó có một rookie rồi. Nếu mà có đến hai thằng trẻ thì team FaZe Clan sẽ khó bắn hơn. Đấy, góc này cũng được nhá các bạn nhá, góc kê này ở A-Long cũng được. Nhưng mà góc này thì đa phần chỉ bắt được những thằng nó quắc thôi. Còn nó mà chạy qua thì các bạn sẽ không bắn kịp được. Bởi vì sao? Những thằng mà nó bỏ chay ở A-Long mà nó không ném gì ấy, thực sự thì các bạn sẽ không gặp điều này đâu. Bởi vì sao? Bắn ở tầm mức rank đến kể cả level 10 phải ít, cũng rất ít thằng dám bỏ chay ở đoạn A-Long này. Phải level trên level 10, phải tầm 2.500 elo đổ lên thì nó mới dám bỏ chay A-Long xuống Secret. Chứ còn rất ít thằng dám bỏ chay xuống mà không ném gì cả. Bởi vì khi mà các bạn bỏ A-Long, các bạn có thể bị mini bắn này, các bạn có thể bị cửa kính bắn này, đấy, các bạn có thể bị tower bắn này, đấy, các bạn lại có thể bị đoạn thùng thùng đỏ này bắn này, các bạn hoàn toàn có thể bị gara bắn nữa này. Nó có quá nhiều góc và các bạn phải đạt đến một cái trình độ rất là cao, các bạn phải tự tin check được hết các góc này. Các bạn biết là ừ, bố mày đi đến đoạn này thì bố mày sẽ phải nhìn cái gì, đấy, đi đến đoạn này bố mày sẽ check cái này gì, check từng chỗ một, check từng chỗ một đấy, thì các bạn phải đủ trình độ để bò. Nhưng thường thì những thằng bò đến đoạn này này, đấy, thì đa phần nó sẽ phải đặt tâm vào đâu? Một là nó phải đặt tâm vào tower nếu mà nó bỏ chay. Hai là nó sẽ bỏ phải nhìn về cái chỗ mini này. Đấy, thế nên cái góc ngồi của thằng Nico là một góc rất đẹp. Tại vì rất ít thằng đi đến đoạn này không ném gì, bỏ chay mà lại check cái góc của thằng Nico. Thế nên đây sẽ là một góc đẹp. Nhưng góc này mà gặp mấy anh tầm level thấp ở phía ít thì đi mẹ cai anh chạy một mạch xuống long thì thôi góc này chắc cũng đéo ăn được kịp. Đây các bạn thử xem nhá, xem dòng Soxi nó có check cái góc này không. Đấy các bạn thấy không, thằng Soxi nó bò chay này, các bạn trình độ của Soxi nó khác. Đấy, nhưng mà thằng Soxi nó bò thẳng vào mini luôn. Đây là một tình huống Soxi nó bò thẳng mini, tham minh, wow, vai lồn tham minh không thấy, cũng sợ không thấy. Nhưng mà tay thằng Nico nó to hơn. Các bạn nhìn không, viên vừa rồi nó bắn viên đầu tiên là vào đầu nó sốc luôn, viên thứ hai vào người, chết luôn. Tay nó rất to đấy, cái tình huống vừa rồi tay nó rất to đấy, hai thằng quả vừa rồi là cũng nhìn nhau ấy. Nhưng mà thằng này nó bắn phát vào mặt thằng kia luôn. Rồi. Sợ đau đi mẹ. Đau. Thấy không? Các bạn thấy không? Đục vào cái map ven đau vãi lồn luôn. Cái bọn rớt từ nhà vàng ra rất sợ mấy thằng ở mini đục vào cái map ven đấy. Đau cực kỳ luôn, mà đục lại thì không đục lại. Thực ra đục lại được, nhưng mà đục lại thì cái xác suất mà các bạn có thể đục trúng được đối phương lại thấp. Và cái xác suất các bạn bị đối phương đục chết là rất cao. Ôi trận này BMAT với có một kill này. 8 round trôi qua rồi. BMAT với có một kill, một tỷ 1-3-4. Đấy các bạn thấy không? Vừa vào ném quả lửa. Quả lửa này là để phá bài của đối phương. Đấy. Nhưng mà bên kia nó bắt bài rồi. Các bạn thấy không? Thằng Apex nó vào luôn này. Đây là một round đấu với thằng Nico không biết. Đấy, thì tôi sẽ thủng A luôn. Quả này là lỗi của Nico. Đấy, quả này chắc chắn là lỗi của Nico. Đấy các bạn thấy không? Chết chưa? Mất A luôn. Mà quả này là lỗi của Nico. Bởi vì sao tôi lại bảo là lỗi của Nico? Bởi vì Nico là người canh A-Long. Và Nico để cho thằng Apex nó phi vào mini nhanh quá. Bên phía của Vitality nó bắt bài rất là nhanh. Nói chung là cái sự khác biệt giữa FaZe Clan và Vitality hiện tại đang là ở cái vị trí côn team. Bọn Vitality round trước các bạn còn nhớ không? Thằng Soxi ấy, nó bò. Thằng Soxi round trước ấy, nó bò ở A-Long đúng không? Nó bò ở A-Long, đây nó bò thẳng vào này và nó không gặp thằng Nico nên nó biết được thằng Nico là hay đứng ở đây. Đấy. Nó biết được rằng thằng Nico solo.
Thế đâm ra rao sau nó côn ở Apex luôn. Đấy, Apex mày phi con mẹ ở mini thì bố mày búp cho mày quả flash. Nên đây các bạn nhìn rao này nhá, tôi sẽ back lại rao này để cho các bạn nhìn cái tactic của Vitality. Mà khi mà canh A không có thông tin, tự nhiên có một thằng ở long nó chạy vào là bắn chết một thằng trong A. Trong A rất khó thủ. Đấy. Bởi vì đến lúc khi mà các bạn mất người trước, các bạn sẽ phân tâm và đối phương sẽ tràn ra từ cả cửa vàng, từ trong nhà xanh. Đấy, cả nhà vàng và cửa vàng và nhà xanh. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem này, đây là một tiếng pau tactic nhá. Bên phía của Vitality nó rất tinh. Sau round đấu vừa rồi nó biết được là bọn này chỉ bắn một elong, nên đâm ra nó đẩy luôn. Các bạn hãy xem nhá. Apex phi con này này, Apex này. Đấy, anh em nhìn nhá, thằng Apex nó chạy hẳn ở dưới luôn, nó không chạy ở trên này. Đấy. Một smoke một flash nó chạy thẳng elong vào. Tự nhiên có một flash này, các bạn nhìn thấy quả flash này, flash của Zygu này, để đấy. Để nếu mà có thằng kê ở dưới, úi xời, quả flash. Quả flash đỉnh vai lộn luôn, mù cả ở trong ạ. À không, quả flash ở trong cái thằng Rain bị mù vừa rồi ấy. Thằng Rain vừa rồi bị mù là do quả flash của APK. Đây là một bài siêu nhanh. Thằng APK nó ném một lửa với cả ném flash mái, mù cả ở bên trong và timing nó rất là chuẩn. Timing đúng timing thằng Apex lao mini vào. Thế bom xe bị clear luôn này. Chết ba bom xe siêu nhanh luôn. Đấy các bạn đều. Bài nói chung là bên Vitality nó có rất nhiều bài đánh nhanh và hay. Quả vừa rồi thằng Apex nó chả phải màu mè thì nó chạy một phát mạch từ long vào. Và nó biết, tại vì nó biết được cái thói quen canh của thằng Nico. Đấy, nó biết là thằng Nico hay đứng ở khu vực sau thùng đỏ. Nên nó pow phát là nó đổi chiến thuật luôn, phi từ cả BD vào. Thế là bom xe A thủng, mặc dù là bom xe A bắn đến 3 người. Và vừa rồi thì flash timing cũng rất là chuẩn. Flash Vitality ném mái ấy, cái quả giống như đại bàng Việt Nam ấy. Hôm trước ném đấy các bạn. Đấy, cái quả nó như vậy thôi. Phi long này các bạn phải, đây là nó hack được não nhau, nó phi như vậy. Chứ địt mẹ với tôi mà phi như vậy thì ọp nó ra là bắn chết tôi ngay. Tại vì bắn rank kiểu gì chúng nó cũng vác ọp ra nó đấu ở elong. Khổ bỏ vẹ lên được chứ có phải là địt mẹ mày. Các bạn nghĩ là phi mà dễ à? Vừa rồi thằng này nó phi ấy, bởi vì bọn này nó biết thừa là thằng Nico là hay đứng ở trong cái gara, mà lại hay đứng ở cái góc thùng đỏ, nên làm ra nó phải phi thẳng là như vậy. Chứ vừa rồi thằng Nico lắc ra địt mẹ bắn cương xem, bắn chết thằng Apex ngay. Nếu mà vừa rồi thằng Nico bắn cương skill là nó bắn chết Apex ngay. Nhưng thằng Apex nó biết thừa là thằng Nico không làm như thế. Thì mẹ nó hack não nhau đấy các bạn. Người ta gọi là bắn láo đấy. Cho nên các bạn bắn nó đánh thấp, các bạn chạy như này thì mẹ nó ra là bắn chết cụ các bạn ngay. Không làm được đâu. Đừng học. Phải suy nghĩ là nên học lúc nào hay không. Rồi quay về với Nico nào. Đấy, đây là quả smoke mặc định ở Elong này. Đấy, sau quả mất vừa rồi đấy các bạn thấy không? Nico nó đổi cách bắn. Đấy các bạn thấy không? Sau quả vừa rồi thằng Nico nó đổi cách bắn, bởi vì sao? Nó biết rằng là địt mẹ mày bây giờ phải chặn được cái Elong, không cho cái Elong nó phi vào mini nhanh. Nên đâm ra là nó ném quả smoke này, nó giạt ra đây, nó ngồi đây luôn. Để nếu mà thằng Apex mà nhảy qua lần này, nó bắn chết con mẹ thằng Apex ngay. Đấy, các bạn xem nào. Đấy, thế là bọn kia không phi nữa. Rồi, cái góc. Bọn kia check không? Apex check không? Apex không check à? À đây rồi, hàng về. Và hai mạng. Đấy, các bạn thấy chưa? Lần này thằng Nico nó hack não, nó không đứng ở trong sau thùng đỏ nữa. Nó đeo đứng ở gara nữa, nó ra đây nó bắn cương luôn. Thế tự nhiên ba thằng bên phía Vitality có thằng nào nghĩ ra đâu, không ai nghĩ ra cả. Bởi vì từ đầu trận đến giờ thằng Nico nó không bao giờ nó đứng ở đây, nó toàn đứng ở trong gara. Nó đổi một vị trí phát hack não được bọn bên phía Vitality luôn. Em ra đây thắng hay thua đây? Thắng, thế Fate Clan thắng. Đấy các bạn thấy chưa? Bây giờ xem tiếp tục cái bọn Vitality có trò gì mới. Ủa toàn mắc người với cả Tech Knight ạ. À. Ủa MP5 nữa, địt mẹ quả rớt A nhanh à? Hay rớt A nhanh đây? Đến xem nào. Đấy, thằng Nico nó lại ra long, lần này nó đổi vị trí, nó đẩy hẳn ra đây. Rồi, câu Zera làm hai tràn A. Úi xời ơi, tràn A. Mẹ đúng phong cách của người Pháp luôn, các bạn ấy. Người Pháp bắn cục không? Mẹ bọn Pháp bắn cục vai lồn luôn. Mua ba khẩu Mark 10, địt mẹ một khẩu Tech Knight. À không, hai Mark 10, một MP5, một Tech Knight, địt mẹ phi. Vitality nó có rất nhiều chiến thuật phi. Chính ra nếu mà các bạn nào thích rớt ấy, các bạn mà có team này, các bạn lại muốn học được nhiều chiến thuật rớt nhanh này, thì tôi thề với các bạn xem Vitality là cực kỳ hợp. Bọn Vitality nó có nhiều bài rớt, kể cả ở đất 2, nhanh vãi lồn mà, mạnh vãi lồn luôn. Nhưng mà các bạn phải học y nguyên của chúng nó, chạy như thế nào, flash ném như nào, ai ném ra sao, timing ra sao. Tại vì cái tactic rớt của Vitality toàn những tactic ở tốc độ rất là cao. Nên chỉ một thằng ném lỗi thôi là chết cả team, chứ không phải là chết một người đâu. Đấy.
Bây giờ thằng Nico đổi gió đấy các bạn thấy không? Lần này nó lại đi ra. Nghĩa là lần này là bên phía của Vitality Effect Clan nó đổi đây, nó có off cây long này. Thằng Brocky khi mà thằng Nico không đứng ở long, thằng Brocky phải cây long để lấy ông tin. Đấy. Tại vì sao nó lại đổi ra Ram? Bởi vì từ đầu trận đến giờ ấy, bên phía của team Vitality nó chưa đánh Ram lần nào. Nó chưa đánh Ram nhanh lần nào. Mà các bạn thấy rồi, nó có bài phi long rồi. Nó phi A rồi, nhưng mà chưa lần nào nó phi Ram. Thế nên đây là một tình huống mà Fake Land nó tính rằng là đấy, sợ rằng thằng Nico nó sợ rằng là nó rớt Ram thời điểm đầu. Thế nên là nó phải ra Ram để nó hỗ trợ thằng Ram. Sau đó không có rớt một phát, nó đổi hướng luôn này các bạn, rồi xuống Sigrid. Bởi vì thằng Brocky nó đã thông báo là đối phương đã chiếm long rồi, nó không còn tầm nhìn nữa. Đấy, nên thằng Nico phải đẩy xuống luôn. Và thằng Nico khi mà xuống phải ném luôn quả smoke này để lấy vị trí đẹp. Bởi vì nếu các bạn không ném quả smoke này, các bạn sẽ không thể di chuyển được, bởi vì đối phương lúc này có thể ở bên cạnh bạn rồi. Thế nó ném quả smoke này để nó lấy vị trí đẹp. Đấy. Nó lấy một vị trí đẹp, nhưng mà quả smoke tan thì nên đổi. Phải lồn nó Brocky đấu off thua. Brocky đấu off với Zygu thua, mà Brocky là người bắn trước. Mà đúng thôi, Zygu nó là player số 1 năm 2019 mà. Đấy, ném một lửa một nết. Có rất nhiều tiếng ở trên đầu. Nico nó thông báo là mất A long rồi và đối phương đang di chuyển ở chân lầu 4v5 và nó nghe thấy rồi. Đấy, bây giờ nó sẽ về nó kê Ram này, các bạn nhìn này. Đấy, nó về nó kê Ram để cho thằng số 5 là thằng Bimat. Thằng Bimat là thằng solo Ram, thì thằng Bimat đang lùi về chân lầu. Còn thằng Nico thì lại về đây để kê Ram cho thằng Bimat, nghĩa là lại đổi vị trí với nhau. Đấy, khi ở Bimat di chuyển thì Nico đấy, bây giờ thì mất A rồi. Còn tình huống này thì hai anh em không có nhiều cơ hội nữa. Bom xe A lại thủ, nói chung là bom xe A bắn yếu quá. Bom xe A là điểm yếu. Mà vừa rồi thì cũng hơi khó cho bom xe A, bởi vì các bạn phải hình dung nếu như canh bom xe A mà mất A long, đấy, sau đó đối phương nó móc lên lầu các kiểu, thì bom xe A nó còn rất ít chỗ đứng. Bom xe A chỉ có ok khi nào mà các bạn giữ được đoạn trên lầu này. Chứ còn khi mà các bạn mất mini này đã là mất đi một vị trí rất là khó rồi. Nghĩa là đối phương hoàn toàn thể đi từ cửa vàng ra này, đi từ cửa vàng này, đi từ nhà xanh ra này, đi từ mini vào này. Đấy, đối phương có thể đi mini vào và bây giờ đối phương lại thậm chí ấy, móc từ trên lầu ra nữa. Thế nên ra là bom xe A đến lúc này nó rất là bị động, rất khó bắn. Nên mất bom xe A là việc tôi nghĩ rằng cũng nằm trong dự kiến thôi. Cơ bản là tình huống vừa rồi thì nếu mà nói chuẩn thì phải nói là Brocky hơi non. Bởi vì nhiệm vụ của Brocky vừa rồi chỉ là không cho đối phương móc chân lầu. Nếu là một upper quái hơn thì người ta sẽ chọn cho mình những cái góc kê đẹp hơn. Còn Brocky vừa rồi đứng góc default quá, đứng ở trên tower. Đâm ra là lại bị đối phương pick mất. Mất đi khẩu họp A long là mất tầm nhìn luôn mà. Đấy. Thôi quả này xếp súng thôi chứ làm gì nữa. Các bạn thấy không? Thằng Nico tốc độ chuột nó chậm nên đâm ra nó không bao giờ nó di chuột linh tinh mấy. Tâm nó đặt rất là từ tốn, bình tĩnh. Nói chung là set go vẫn là game dành cho người già chơi thì cũng được. Không phải có nhiều tình huống đấy. Đấy, đây là một tình huống hack não này. Đấy, nó đẩy thẳng ra đây, nó ngồi luôn. Ơ nhưng mà sao thằng kia đục vào đây nhỉ? Vãi lồn. Thằng Zygu vừa rồi bắn một phát thẳng vào đây mà. Đấy, các bạn xem nào. Vãi lồn, đi còn mẹ, Soxy bắn phát vào mặt thằng Nico luôn. Đây là một tình huống thằng Soxy nó biết thằng Nico đứng ở đây. Tôi cũng không biết tại sao mà thằng Soxy biết thằng Nico đứng ở đây. Nhưng vừa rồi các bạn thấy là thằng Nico nó cầm M4 đấy. Đấy là cái thiệt thòi của khẩu M4 đấy. Thằng Nico ấy, nó mà cầm AK nó bắn chết thằng Soxy quả vừa rồi rồi. Mà rõ ràng là Soxy biết thừa thằng Nico đứng ở đó. Bởi vì các bạn nhìn cái nhịp di chuyển thằng Soxy. Nó lắc ra và nó ngồi xuống nó bắn luôn. Lắc ra nó ngồi nó check cái góc ấy luôn. Và hình như tôi không biết là tình huống này tại sao. Có thể là sẽ có hai trường hợp xảy ra ở cái tình huống này. Đấy, chúng ta sẽ back lại một chút để cho các bạn xem. Nó sẽ có nhiều nguyên nhân có thể xảy ra. Một là bên phía của team Fate Clan đã nghiên cứu, bên Vitality nó nghiên cứu phong cách và thói quen của từng player một. Đây các bạn nhìn nhá. Đấy, thằng Sốc nó ném một quả flash như thế này. Đấy. Đấy, thằng Sốc nó có ném một quả flash như vậy. Và bình thường thì các bạn thấy rằng là Sốc nó không bao giờ ném flash như thế. Thì có thể là bên phía Vitality nó đã xem nhiều demo và khi nó thấy quả flash đấy là nó đoán được rằng Soxy thằng Nico muốn làm gì rồi. Trường hợp thứ hai là cái lúc chạy qua khi mà smoke chưa kịp nổ thì có thể là Vitality đã nhìn thấy một cái gì đấy hoặc là một cái chấm đỏ hiện lên màn hình, bởi vì các bạn thấy rằng Sốc nó giạt ra rất là nhanh. Thì có những cái đoạn smoke chưa kịp nổ thì nó có một cái khe ở giữa quả smoke này. Đây đây chúng ta sẽ xem này. Đấy,
nó có một cái khe giữa quả sợ hai quả sấm mốc này lúc đầu ấy, thì có thể là thằng Soxi nó đã kịp, hoặc là các anh viên bên phía Vitality nó đã nhìn chấm đỏ rồi đấy. Thì đâm ra là đây, chúng ta hãy xem vị trí của Sốc này. Đây là một tình huống Sốc nó biết, chứ không có thể có chuyện là ngẫu nhiên tự nhiên là thằng Zaigu nó đục vào đấy để làm gì cả. Tại vì thằng Zaigu nó cầm ọp đục vào đấy một tình huống tôi thấy rất là vô lý. Nhưng tôi nghĩ rằng là Fakeland đã nhìn thấy được Nico trong một thoáng nào đấy. Và đây các bạn nhìn Sốc này, nó pick người này, nó biết ở đâu này, các bạn nhìn nó đặt tâm này. Đấy, nó dừng để nó bắn luôn mà. Nhưng hơi đen cho Nico quả này, là Nico lại cầm M4. Nhưng các bạn thấy được cái sức mạnh của AK. Mà thằng Nico nó bắn cũng kinh, nó bắn phát vào mặt luôn. Viên đầu tiên luôn, vào đầu luôn. Tởm thật, yếu tiền luôn này. Theo Fakeland lại Eco này. Đấy các bạn thấy không, đúng những gì tôi nói không? Fakeland đoạn đầu khởi đầu lúc nào bắn rất là tốt. Nhưng sau đó thì Fakeland bắt đầu thọt. Càng về cuối thì càng kiểu bị bắt bài ấy. Round này USP thì không biết làm được cái gì không. Các bạn thấy không, nó nhá dẻo chưa. Đây là kê cái sau cái thùng đỏ đấy. Đối phương móc chân lầu ạ, bị co mẹ. Bên kia lì, bên kia hack não vãi lồn luôn các bạn nhìn này. Đấy, bên kia nó đi hẳn vào gara luôn, nó sợ gì đâu. Đẩy hẳn gara, xem nào, ai ngồi đây. Úi xời, cầu Zera ngồi đẹp đấy. Để xem nào, góc này thì chắc là không check đâu. Ui, vãi rồi, đúng không check mà. Tại vì vừa rồi là thằng Mewstar nó nhìn về City. Nhưng mà nó sẽ nhìn được cầu Zera thôi. Vừa rồi Mewstar là nó nhìn về City chứ nó không check cái góc này đâu. Cái góc ấy của thằng cầu Zera ngồi cũng tín phết. Úi xời, RPK bay tơ. Mẹ mày đẩy thế nào được. Đấy các bạn thấy nó kê đẩy, nó phải như thế. Kê khôn vãi lồn luôn. Tụt hẳn với City để kê. Thì nghĩ thì đéo là được, mấy ông đi đẩy làm sao mà nghĩ được đi, mày đối phương đứng ở đấy kê. Không thể nghĩ được ra. Nói thế cho nó nhanh. Rồi, đây là round full buy cuối cùng. Hôm nay có lẽ tôi sẽ chỉ phân tích bên City. Các bạn nhìn thấy không, để cho các bạn biết canh ấy long như nào. Đấy, một smoke và một flash. Đây là cái cách canh A-Long hợp lý nhất. Đấy, đẩy ra bắn cương luôn. Nghe thấy Apex rồi. Úi xời, nhưng mà đen. Đen cho Apex trong tình huống này. Thì Apex là định trích thần Eco. Nhưng mà câu chuyện là cái quả smoke này nó hờ hờ ở phía dưới. Nên đâm ra là thằng nào kê sau quả smoke sẽ lợi hơn. Thì Apex chạy ra là lộ chân trước. Nên đâm ra thằng Eco nó nhìn thấy chân thằng Apex, nó bắn luôn thằng Apex, bây giờ nó nghe thấy được. Còn thằng vị trí này của thằng Eco là đẹp hơn. Chứ thằng Apex quả này cũng đoán được Nico ở đâu. Nhưng mà quả này quả flash nổ hơi chậm. Có một flash để cho thằng Apex check các bạn. À, đổi được một mạng của Zaigu. À, tôi hiểu tình huống này rồi. Tình huống này là bên phía của team Vitality nó làm lại cái bài phi nhanh vào mini. Giống như cái round đấu, có một cái round đấu mà thằng Nico đứng ở trong đoạn gara ấy, sau bọn nó phi một phát vào mini luôn ấy. Thì cái thằng ở trên tower, trên mái nó sẽ ném quả flash support cho thằng Apex phi vào mini. Đấy, bài của nó là như vậy. Nhưng mà lần này thì thằng Nico đấy, các bạn nhìn thấy nó bắt bài nó chuyển thế này thôi, là cái bài của bên phía Vitality toang mà. Đây này. Đấy, nó bắt bài nó ném qua smoke này và nó kê sau smoke luôn. Thế là cái bài đánh nhanh của bên phía Vitality bị toang luôn. Đây là bài đánh A nhanh. Đấy. Apex thì quả này cũng đoán là có thể là sau smoke có người. Nhưng mà Apex lại lộ chân trước. Rồi. Zaigu đục xuyên thùng, xuyên cả smoke. Nhưng mà quả này bom xe A vẫn thủng này. Câu Zera với Rain nhé. Các bạn nhìn rõ ràng là hai player tay to, có nhiều kinh nghiệm thành nhà. Nhưng cuối cùng vẫn thủng, có giết ai đâu. Nico nó đổi được long, cuối cùng vẫn thua. Câu chuyện chả có gì khác. Không biết rằng tại sao là cái quả này bom xe A thua nhỉ. Để yên tôi quay xem câu Zera với Rain cho anh em. Nói chung là bom xe A là một nơi sẽ ăn flash rất là nhiều. Thế nên thường là những player cánh A phải tốc độ chuột phải nhanh nhanh một tí, xoay ngang xoay dọc nhiều một tí. Nhưng mà Rain với câu Zera đều là những mẫu player bắn chắc tay, không phải là những mẫu player theo kiểu quái chút. Đấy nhá, các bạn nhìn nhá, xem nào, có Zera Brain này. Đấy, một flash ném vào. À, quả này yếu bom. Một flash ném vào, nhảy vào gần luôn. Rồi. Brain này, Brain thả smoke hợp lý này. Có Zera. Ui, đít con mẹ. Ui giời. Có Zera bắn lỗi skill. Thằng Mewstar bắn quả này cũng kinh. Nó bắn phát vào mặt luôn, mặc dù nó bị bắn trước. Còn Rain vừa rồi thả thêm smoke để ngồi, nhưng mà câu chuyện của Rain thì rất là khó. Round đấu vừa rồi có hai lý do khiến bom xe A thủng nhanh. Một là bom xe A round vừa rồi ít bom quá. Các bạn nhìn xem, những player canh bom xe A, lượng bom cho người rất là thấp. Cái thứ hai là cái việc Kozera chết khiến thằng Rain nó gặp khó. Thằng Rain nó trả quả smoke đấy, mục đích là để câu kéo thời gian. Và nó ngồi sau smoke đấy và nó sẽ bắn cặp với Kozera. Tuy nhiên là khi mà Kozera chết một phát,
Thế là đối phương nó chạy từ nhà vàng ra, thế là cái góc của thằng Rain nó trở nên rất là xấu, bởi vì nó sẽ phải kê hai đường và nó không thể bắn được, nên đâm ra nó nằm xuống nó đổi được, không đổi được ai. Tôi nghĩ là nó cũng không trách được, bởi vì Cozera quả rồi nằm xuống nhanh quá, góc ngồi Cozera cũng được, nhưng mà tình huống Cozera thì bắn lỗi skill, thế là Rain chết luôn. Rain vừa rồi quẩy giỏi lắm thì giết thêm hai người, đấy là giỏi lắm nhưng mà khó. Cái góc đấy thả quả smoke ấy ra là bên kia nó đoán ra mà, nó nhìn quả smoke và nó biết là thằng này ở sau quả smoke rồi. Với cả hai là cửa vàng nó cũng ra, khiến cho cái tâm của thằng Rain nó không được chắc, nó phải lo cả hai đường, nó sợ cả bên sau móc nữa, em ra nó sẽ khó hơn. Ok. À, như vậy là cái phần phân tích demo của Nico bên phía Cityside đến đây sẽ tạm dừng ở đây thôi. Hôm nay mình chỉ phân tích mỗi Cityside thôi, tại vì trận đấu này Nico bắn Cityside rất là hay. Thực ra bắn Cityside thì cũng hay, nhưng mà nếu mà nói tiếp thì nó rất là dài. Và kết thúc trận đấu này ở bên phía Cityside, Nico đã có một cái KDA là 22-25, chết 5 lần và có cho mình 22 kill. Tuy nhiên thì các bạn thấy một cái good half tỷ số lại là 8-7. Good half trận này lại là 8-7, có nghĩa là Vitality vẫn có đến 7 round thắng bên phía T-side. Mặc dù frag của bên phía Vitality không quá cao, nhưng mà họ thắng rất nhiều key round. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị chuyển sang chơi Fall Guy. Fall Guy Time.